0 giờ ngày 14 tháng 5, thôn Đông Cứu, huyện Thường Tín, Hà Nội, khu cách ly cộng đồng cuối cùng của Hà Nội được dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 sau 28 ngày. Khoảng 20 người thuộc các ban ngành của huyện và đại diện người dân tham dự. Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch huyện Thường Tín cho biết, thời gian qua, ngành y tế đã lấy 1.200 mẫu xét nghiệm cho người dân thuộc 399 hộ, kết quả đều âm tính. Sau hôm nay, người dân vẫn cần nghiêm túc phòng chống dịch. Trường hợp F1 tiếp tục cách ly tại nhà. Phòng y tế huyện duy trì các giám sát hàng ngày, theo dõi sức khỏe của bà con. Kết thúc lễ công bố, công an, quân đội dỡ ba chốt cách ly đặt tại ba lối ra vào thôn. Người dân từ trong thôn đổ ra khu vực cổng chào Hò Reo, Đông Cứu chiến thắng COVID. Lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và không mang mừng quá khích. Vài tiếng trước đó dỡ chốt, anh Vũ Trung Đức, 26 tuổi, cùng vợ dọn dẹp xưởng thêu ngay sau hàng rào cách ly. Sau khi bệnh nhân 266 ở thôn được đưa đi điều trị, một công nhân trong xưởng của gia đình anh được xác định là F1, vợ chồng và con anh đã được xác định là F2. Nhận được tin dỡ cách ly, anh đã gọi điện cho khách hàng thân quen để thông báo. Anh Đức hy vọng tháng tới hoạt động kinh doanh có thể trở lại bình thường. Khu chợ nhỏ ở ngã ba giữa thôn Đông Cứu, từ hơn 10 kiosk bán thực phẩm, thời gian cách ly chỉ còn 3 kiosk bán thịt và rau củ, nhưng vẫn vắng khách. Người dân nhận được thực phẩm hỗ trợ từ chính quyền, ít ra khỏi nhà mua sắm. Kể từ khi phát hiện ổ dịch thôn Đông Cứu ngày 15 tháng 4, 28 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, do đông dân, lực lượng người di chuyển lớn, thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Sắp tới, lượng người từ nước ngoài đổ về rất nhiều, có thể mang theo virus. Dù những người từ nước ngoài về sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đầy đủ 14 ngày, chúng ta vẫn phải cảnh giác với trường hợp đi lọt qua biên giới theo đường mòn, lối mở, đặc biệt không loại trừ còn mầm bệnh trong cộng đồng, ông Hạnh nói. Ngành y tế thành phố vẫn duy trì 100% lực lượng ứng trực, 65 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và quận huyện vẫn trực 24/24 giờ. Các biện pháp giám sát, khoanh vùng xét nghiệm ngay khi phát hiện ca nhiễm được duy trì như thời gian qua. Đến nay, cả nước ghi nhận 288 ca mắc COVID-19, trong đó 148 ca xâm nhập được cách ly ngay.